Vâng, một giai điệu rất quen thuộc của nhạc sĩ Trần Quý Hải. Một cây đàn xinh xắn, tôi nghĩ là như vậy. Hình thức không quá to lớn, bệ vệ, nhỏ nhắn, thấp hơn các đàn bình thường một chút, thấp hơn một chút thôi. Vâng, nhỏ nhắn nhưng mà lại có rất là phong cách, bởi cái tính chất màu gỗ nhưng lại không phun bóng, không phun bóng mờ, mang tính chất cổ kính hơn, và đặc biệt là âm thanh. Tuy đàn nhỏ nhưng âm thanh hoàn toàn không nhỏ. Và độ ngân vang cũng như là độ trong sáng của tiếng đàn rất là đẹp. Và đàn nhỏ nhại tiếng này rất là đẹp, tôi muốn nhấn mạnh như vậy. Và cái bàn phím rất dễ điều khiển, rất dễ chơi. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Tôi nghĩ là phím rất là, vì cây đàn nó mới, vâng, với cái series mà 4,5 triệu là thuộc dòng đàn mới, thế nên rằng là cái độ chắc chắn về phím và về âm thanh vân vân, cơ máy rất là tốt. Tôi nghĩ rằng là chúc mừng một gia đình nào đó được sở hữu cây đàn này, bởi giá nó hoàn toàn không cao mà lại có một cây đàn rất là phong cách. Cảm ơn các bạn.